Mọi người nha, đây là nhà thờ quê ngoại của em này, nhà thờ của Hà Thao đấy. Em đứng từ bên trong quay ra. Đây là một cái cổng. Phía bên này là một cái cổng. Đây là nhà thờ. Bên trong nhà thờ em đã quay cho mọi người xem rồi, đây bên ngoài nhà thờ đấy. Đẹp lắm cơ ấy. Em cũng tranh thủ em quay. Không biết dịp nào nữa, về là phải tranh thủ quay liền. Cây thông thật luôn này. Đây là tượng đài của ông Thánh Giuse hay ông Thánh Phêrô đây. Đây có cổng nhỏ quay ra ao. Đằng này có hang đá dựa lưng vào ao, mặt ngoảnh vào nhà thờ. Ông Thánh Giuse, ông Thánh Phêrô phải không? Ông Thánh Phêrô cầm chìa khóa nước trời. Chắc buổi tối sẽ đẹp lắm đấy, nhưng mà ban ngày thì cảnh nó thật hơn phải không mọi người? Đấy, đây này, ao nhà thờ này, ao làng này. Ao làng đẹp lắm mọi người. Đây là hang đá. Hang đá mình nhìn ban ngày đấy. Tối quá. Sáng quá hay tối quá đây không biết nữa. Hang đá nhìn ban ngày đã. Mình sẽ đi một lượt ban ngày để ngắm nhà thờ Hà Thao nha, như một khuôn viên cây xanh đẹp cực kỳ luôn. Tiền cây xanh thật luôn, đèn nhấp nháy trang trí trên cây xanh thật, đá thật luôn. Hai bên có hai tảng đá giống như hình tượng. Đây là tượng ông thánh gì đây mọi người ơi? Kia là ông thánh Phêrô, còn đây là ông thánh gì cầm cầm dụng cụ này, đẹp không mọi người? Đây là cảnh thật, đá thật luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Mình ở trong thành phố ra, ở trong đấy thì đa phần là làm bằng giấy, làm bằng xốp, làm giả thôi, còn đây là cảnh thật luôn, đá thật đục đẽo thật luôn, đẹp đẹp phải nói là không còn chỗ nào để miêu tả, không còn ngôn từ nào dành cho cảnh đẹp này luôn á. Buổi tối sẽ đẹp lắm, bông súng này. Cá luôn. Nhiều cây thông không? Cây si dễ ôm lên những tảng đá. Ôi đẹp quá. Nhà thờ của mình cũng rất đẹp luôn mọi người. Nhìn tháp chuông này, bên ngoài thì nhìn cổ kính. Cái mái này chắc mới được dựng lên này. Đây là tháp chuông phía dưới đây, bên hông nhà thờ đây. Mình sẽ đi một loạt nha. Xem nhà thờ làng. Con chào ông ạ. Xem nhà thờ làng đẹp cỡ nào. Nhà thờ Hà Thao là một nhà thờ giống như là toàn tòng á, toàn bộ người trong làng đều theo đạo. Những ngôi nhà, những nhà phòng được mới xây đây ạ. Chắc mình không thể leo lên vào bên trong, mình sẽ chỉ quay bên ngoài thôi. Khuôn viên nhà thờ rất rộng. Đằng trước có ao và đằng sau cũng có ao luôn. Rất nhiều cây xanh. Có những cây dừa to đẹp luôn. Này, cây hoa đại ở đằng sau nhà thờ này. Nhà thờ mình nhìn từ đằng sau lên đây.
Đây có mô hình những ngôi nhà tuyết này. Chắc buổi tối sẽ đẹp lắm đấy mọi người. Đấy. Mô hình ngôi nhà tuyết. Nhà thờ làng bữa nay xây được nhiều tòa nhà đẹp quá. Chỗ nào cũng là phủ tuyết. Lâu lắm rồi em không về. Như thế làng có nhiều biến chuyển quá. Này đẹp luôn. Hang đá này. Medicine mớt này. Đẹp không mọi người? Đẹp lắm luôn ạ. Chứ hai đồng. Những vườn hoa được tự tưới. Em chào anh ạ. Chú Giê-xu bế một chú cừu. Buổi tối có ánh đèn sẽ đẹp lắm đấy mọi người. Khung cảnh nên thơ luôn. Đây là nhà thờ của Hà Thao, nhà thờ của làng em Thao ngoại nha. Em vẫn nhận làng em tại vì vẫn còn ông bà, các bác, các cậu, các mợ của em ở đây nên vẫn là nhà thờ làng em. Buổi tối sẽ đẹp lắm. Em nhìn thấy nhiều ánh đèn, nhiều bóng đèn được răng lắm. Khuôn viên nhà thờ rất rộng. Bên hông nhà thờ này mọi người. Bên kia thì có mái che, bên này thì không có mái che. Ở bên ngoài nhìn rất cổ kính. Bên trong thì sạch sẽ. Có rất nhiều tòa nhà phòng. Phòng ốc học giáo lý và lớp học luôn. Đẹp lắm. Trước thời gian trước em về đây thì các bé học lớp 1 ở đây luôn á. Chắc trường làng mới chuyển, mới rời đi thôi ạ. Đây những hang đá thật nữa này. Tảng đá thật này mọi người. Bao nhiêu cây tưới tắm hàng ngày đấy. Với được cái mô hình đẹp như vậy đó nè. Chỗ nào cũng có ao sen hết này mọi người. Đã không? Ao sen có hoa sen nở, hoa súng nở luôn. Được tuyệt vời đó. Những đàng hoa cũng rất đẹp. Trên hang đá của Chúa Giê-xu toàn hoa là hoa luôn. Mô hình thật, đá thật luôn đấy mọi người. Trời ơi đẹp. Đẹp khủng khiếp luôn. Rồi, em đã quay xong một vòng nhà thờ Hà Thao rồi mọi người nha. Em quay nhà thờ Hà Thao vào dịp Giáng sinh vừa xong. Nên
vẫn còn không khí của Giáng sinh rất đẹp, rất lộng lẫy. Nếu mà buổi tối em quay lại đây được thì em sẽ quay lại một lần nữa, tại vì cảnh rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người hãy đăng ký kênh để mình cùng khám phá và thăm viếng nhiều ngôi thánh đường khác cũng như nhiều địa danh khác nha. Tạm biệt mọi người.